Sáng nay nhà mình sẽ có một cái công việc, đó chính là phải đập đá. Biết do là để lót cái đường phía trước này nè mọi người. Sình quá sình rồi, bây giờ phải đập đá lót đường thôi. Con đường phía trước này mỗi lần mà trời mưa thì lúc nào sình nó cũng nhiều hết trơn á. Bây giờ mình sẽ tìm cách khắc phục nó. Hôm bữa là ở nhà mình có đập cái vách tường ra, còn dư một số gạch đá ở dưới này nè. Bây giờ thì mình sẽ tận dụng ba cái gạch đá này để bỏ vô bao và xách ra ngoài kia. Đây là xà bằng đúng chất luôn nha mọi người. Cái này là xà bằng trong xây dựng. Còn cái kia đồ ăn của mình cũng có xà bằng nữa, nhưng mà xà bằng của món ăn. Thật ra thì mấy cái chuyện này đối với mình cũng như ăn cơm bữa thôi. Tại vì mình cũng đã tiếp xúc và làm từ nhỏ rồi, cho nên là mình cũng rất là quen thuộc. Sau khi cho cái số gạch này vô trong bao rồi thì mình sẽ vác từ ngoài đó ra ngoài này nè, đổ ra ngoài dưới đường. Từ ở trong đó mà ra tới đây thì cũng xa đó, cũng khoảng cỡ 100 mét. Xã của mình thì cũng thuộc xã nông thôn mới, nhưng mà con đường này thì không có nằm trong cái con đường mà được có thể làm con đường. Lý do gì sao thì mình cũng không biết nữa, nhưng mà người ta nói là cái này sẽ làm đường mà từ lúc mình còn nhỏ xíu tới bây giờ mình lớn rồi cũng không có đường luôn. Sau mỗi lần tìm hiểu thì mình chỉ nghe là hẹn lại thôi, chứ còn thông tin chính xác thì cũng không biết nữa. Giải quyết cái vấn đề trước mắt thì bây giờ còn cách nào hơn? Bây giờ mình phải tự giải quyết bằng những cái cách đơn giản hồi xưa thôi. Hồi sáng giờ thì mình vô đâu đó cũng khoảng hơn 30 bao đá rồi bác hỏi vận chuyển từ cổng ra ngoài này. Ông hàng xóm ông cũng làm xong cái đầm rồi á, thì bây giờ hai đứa mình sẽ bắt đầu đầm đây. Tại vì cái này là một người thì cũng không thể nào mà đầm nổi, nó nặng á. Dầm có mấy cái muốn ná thở à, hồi sáng giờ có ăn gì đâu. Thôi bây giờ thì chạy vô dung tủ kiếm được cái gì mà nấu cơm để trưa nay ăn nè. Có bà chị bà phụ mình nữa, cho nên là bây giờ hai chị em mình sẽ dẫn nhau đi vô bếp để mà soạn đồ ra nấu cơm. Chứ giờ mình làm cũng không xuể nữa. Bây giờ mà mình thu lại mà cảm giác nói chuyện còn hụt hơi á. Tại vì là bữa nay làm là cảm thấy là rất là mệt luôn. Với số nguyên liệu hiện tại thì mình sẽ làm cái món là cơm chiên dương châu nè, rồi một ít sườn thì mình chiên lên, rồi tí nữa làm cái sốt chua ngọt mình sốt vô. Món cơm chiên này thì mình đã làm nhiều quen tay rồi, cho nên là mình làm cứ như là đúng rồi vậy đó. Chở từng loại nguyên liệu theo từng đợt vô, rồi cái là mình sẽ trộn lại là sẽ gói ra được cái món cơm chiên châu, mà phải là có tiêu có hành nữa nha. Để nấu cái món này thì mọi người phải chọn cái loại mà cơm khô, chứ mà cơm mà hơi ướt hoặc là nhão đi là nấu không có được đâu. Như vậy là chúng ta đã có được một cái chảo cơm cho buổi trưa hôm nay rồi. Rồi để cho nó nóng xíu nữa, để cho cái cơm này nó có cơm cháy luôn. Dắt giờ mình thử cơm mà bà chị mới đứng mới nhìn mình. Tính ra là cũng không hiểu lý do, một xíu nữa thì mới biết là hôm nay bà ăn không có được. Phần sườn này sau khi chiên lên là chiên tư á, mọi người cho tỏi ớt vô rồi mình nêm gia vị vô đây luôn. Đường, nước mắm và bột ngọt. Cho những cái gia vị này nó hòa tan với nhau á, thì lúc này mình sẽ cho cái sườn nó dính lại những cái nước này là nó sạch sạch lại. Sơ sơ thôi là mình có được cái món mà sườn rim chua ngọt với là món cơm chiên dương châu rồi nè. Chưa hết đâu, mình sẽ soạn thêm một ít trứng nữa, chiên với lại củ hành tây. Rồi chuẩn bị thêm một ít nước nóng, cái là mình trộn thêm những cái lá cải thìa này nè. Cải thìa mình trụng trước giống vậy nè, là nó không có bị gục đâu. Rồi tí nữa mình xào với dầu hào lên là có được cái món cải thìa xào dầu hào, ngon giống như là ngoài hàng vậy đó. Mọi người thấy cái kiến cải thìa của mình nó xanh chành không? Đến cái bước này là kể như mình đã hoàn thành tới tận 4 món trong có một chút xíu rồi đó. Lỡ nãy giờ cũng bày vẽ rồi, thôi bây giờ thì mình cũng trang trí ra đĩa. Cho cơm chiên rồi bắt đầu thịt nè, rồi cải vô. Thì mình sẽ có được một dĩa cơm chiên như thế này nè. Nhưng mà cũng không biết kêu bằng gì nữa. Tại vì nhiều món quá, giờ cái này cơm chiên cũng không phải cơm chiên. Rồi bây giờ mình sẽ dọn ra để mà ăn kịp cái buổi trưa nay nè. Chứ cũng chưa chờ chưa chặt rồi. Buổi trưa nay thì không có ba đâu. Tại vì ba mình đi đám giỗ rồi. Hồi sáng giờ không có ăn cơm, cho nên là cũng quên hỏi chị của mình coi là bữa nay ba làm sao nữa. Sau khi ăn xong rồi thì tụi mình cũng có nghỉ trưa xíu và tiếp tục cầm cái máy đầm này nè. Nói cái máy thôi chứ kia là khúc cây thôi. Ông hàng xóm ông giọng hồi đâu có nổi đâu. Thế là một mình căng hết con đường này luôn. Đây là thành quả từ sáng giờ của mình và ông hàng xóm với bà chị nè. Ít nhất thì trong thời gian tới là mình đi cũng đỡ dính sình một xíu. Nhưng mà lâu lâu thì nó sẽ bị lúng xuống và sình sẽ bị tiếp tục hả.